Thưa quý vị và các bạn, quyền của người lao động luôn được xem là một bộ phận quan trọng cấu thành hệ thống các quyền con người, được Liên Hợp Quốc đề cập rõ nét trong các văn bản pháp lý quan trọng. Đây cũng là vấn đề mà các thế lực thù địch hay lợi dụng để bịa đặt, bôi xấu Việt Nam. Tuy nhiên, ở nước ta, lao động và việc làm là một trong những quyền cơ bản của công dân. Đảng, nhà nước luôn quan tâm và thực hiện những quyền cơ bản này thông qua các chủ trương, chính sách lớn. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa đề xuất chính phủ giảm giờ làm chính thức trong tuần của người lao động xuống dưới 48 giờ một tuần trong những năm tới. Đây được xem là tin mừng đối với nhiều người lao động. Tôi rất đồng tình với cái việc sửa đổi cái giờ lao động của nhân viên lao động từ 48 giờ trở xuống. Để đối với cá nhân người lao động thì sẽ có nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc gia đình bản thân và xử lý những cái việc riêng. Tổng Liên đoàn là một trong những thành tố để cùng với các ngành chức năng để xây dựng chính sách điều kiện làm việc cũng như là để nâng cao cái đời sống của công nhân, trong đó về vấn đề tiền lương thì những cái đấy thì từng bước để đưa cái quan hệ lao động nó minh bạch. Bên cạnh bảo vệ tối đa lợi ích của người lao động, Việt Nam cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đầu tư phát triển, sản xuất để giải quyết việc làm cho người lao động. Hiện nay, tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam chỉ là 2,25%, ở mức thấp so với mặt bằng chung trên thế giới. Về việc làm là đảm bảo là người trong độ tuổi lao động là có thể tìm kiếm được việc làm phù hợp với năng lực sở trường và chuyên môn đào tạo, và cái việc làm này có thể có thu nhập chính đáng, hợp pháp, đảm bảo quyền lợi và đời sống của người dân. Trong bảo vệ quyền của người lao động, vai trò Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các đơn vị trực thuộc ngày càng được khẳng định, đáp ứng đầy đủ những nguyện vọng chính đáng của người lao động. Các cấp công đoàn đã triển khai rộng khắp chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn ở nhiều tỉnh, thành phố. Cái điều đó nó thể hiện được cái tính yêu Việt của chế độ của chúng ta. Và cái điều này không chỉ nhận được cái sự đồng thuận của người dân ở trong nước, mà còn nhận được cái sự đồng thuận, ý kiến đánh giá cao của thế giới. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với thế giới, Việt Nam cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế chung, trong đó có vấn đề quyền của người lao động. Nghị quyết số 41 ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới đã nêu rõ, quan tâm quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, nhất là về tiêu chuẩn an toàn lao động, an sinh, phúc lợi xã hội. Đến nay, Việt Nam đã tham gia 25 công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, bao gồm 7 trong số 8 công ước cơ bản. Bảo vệ quyền lợi của người lao động, đấy là cái mục tiêu nhất quán của Đảng và Nhà nước, và đã được Đảng và Nhà nước cũng như là cả hệ thống chính trị tham gia và đã đạt được những kết quả rất lớn thời gian vừa qua. Và điều này đã được thể hiện rõ đầu tiên, có thể khẳng định là trong các cái căn cứ cơ sở pháp lý, mà ở trong cái hiến pháp là đạo luật gốc cũng đã thể hiện rất rõ cái yếu tố này. Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 sẽ là quốc gia tiên phong về an sinh xã hội và việc làm thỏa đáng, bền vững. Sự nỗ lực chủ động và tích cực của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền của người lao động đã củng cố uy tín của đất nước, tạo thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế và tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Đây cũng là minh chứng rõ nét nhất bác bỏ mọi luận điệu vu cáo xuyên tạc.